Đấy bà có gió đấy, gió mạnh luôn đấy. Tết này được rồi đấy. Bà đang nhìn nào. Tí nữa, tí nữa, năm nữa. Này mới được khoảng 30 phần. Mới 1 phần 3. Thế em mới bảo chị là chị có khả năng chị ở đây luôn chứ không về mà chị không tin. Còn ra nó nguội hết cơm bây giờ. Cái này khả năng các bà ở đây luôn thì về làm gì nữa. Chồng bảo làm sao tôi đi làm tăng ca. Còn ra nó nguội hết cơm bây giờ. Nó hiệu quả anh ra đâu. Nó chưa chuẩn bị tháo ra. Cái này nó hiệu quả hơn nhiều. Đúng rồi. Chứ cái này nói không ai hiểu được thì dẫn người ta đến thử cảm nhận cái này. Cái này phải cảm nhận cơ thì người ta mới biết được. Thế em mới bảo chị là chị cứ ở đây không về, chị không tin em. Chồng mà bảo tôi đang tăng ca. Tôi bảo chồng mà hỏi sao không vào, tôi đi tăng ca. Đi cái đuổi về.